bảo mật đúng không? Thế anh em học mạng rồi đúng không? Ở cái layer 2 đúng không? Vâng. Layer 2 nó sẽ gắn với gọi là switch đúng không? Switch layer 2 hoặc là có thể nói là như bây giờ có switch layer 3 đúng không? Có. Đấy, ví dụ switch layer 3 này, rồi trên layer 3 thì có router đúng không? Đấy, trên layer 4 là với 5 với 6 là bắt đầu liên quan đến các cái file rồi là tại vì lúc này nó liên quan đến filter và gói tin rồi đúng không? Và header đúng không? Lúc này nó liên quan đến các cái giao thức ở tầng cao hơn đúng không? Và cao nhất là tầng layer 7 thì nó sẽ liên quan đến các cái thing request là IPS. Qua IPS nó sẽ chặn lọc các cái data, lúc này nó là data. Chứ 10 triệu. Tổng lao đỉnh đề hôm nay như cái mô lúc trước thì vẫn đang đi ra lại đúng không? Quan trọng nhất này là nó lỗ hỏng như ở nhà muốn vào có cửa nó không làm được, mình muốn phá khóa thì chỉ có cửa có khóa thì mình phá nó chứ không thì nhà thì kín bưng rồi mình phá. Thế thì từ các cái bài thứ hai để xử lý ấy, thì khả năng là lớp mình phân ra nhóm đi để em cứ đỡ nhau mà ấn sang nó để làm lòng lắp ấy. Có thể là tại vì mỗi một cái bài này có thể khoảng 10-15 bài lắp ví dụ thế mỗi một ra bài lắp không khó có một tuổi 10-15 bài lắp cái này là chỉ học lắp nhưng mà chỉ cần mình mà đọc lý thuyết thì như hôm qua chẳng lắm đúng không? Bây giờ là làm lòng lắp của nó mười lăm bài lắp rất nhiều bài lắp không tùy thôi tùy anh em sức của mình hay là thời gian của mình quỹ thời gian mình có bao nhiêu mình làm được đấy hoặc là không thì mình phân nhóm thì nó có lợi như thế này mỗi anh em làm một bài hoặc là phân trong nhóm 4 người thì mỗi người làm 2 ba bài sau đó thì mình sẽ nốt lại rồi gửi cho nhau thì mình học thế thôi. Nhưng mà cái này nói đi nói lại là nó vẫn phải kiên trì nó dễ làm không mọi người cố gắng bởi vì môi trường thì này thì cũng lương cao mình nghĩ đến mức lương cao ấy. Bị bệnh cũng thừa. Tiền cố gắng khoảng nửa năm thôi. Khổ thân. Học được một cái món thế này. Sau khi học cái này xong thì cũng chỉ mới là theo kiểu là những kiểu cái basic ấy. Thế sau đấy thì các cái module này mình thích theo cái gì thì mình theo thôi. Chứ như mình làm thì chẳng thực ra là trong CH đấy mình học từ cái hồi mà các anh có cái V6 mà lúc mình học đại học ngày xưa ấy thì là có các anh có V6 đã gửi đọc cảm giác thay đổi luôn. Hồi đấy học công nghệ thông tin chưa sang về an toàn tin đâu, thay đổi thì chán rồi. Thế về sau này đi làm thì làm đúng hai module này. Sau này có một module liên quan đến malware, một module thứ hai liên quan đến giám sát monitoring ấy, IIS. Thì trong khoảng 6 năm đi làm rồi thì mình chỉ có gọi là tạm ổn hai module đấy. Tạm ổn đấy là cũng phải tạm ổn thôi. Nên là cô mà có không nắm được hết 19 cái module này không sao cả, mình cần cái gì mình học thôi, mình các cái môn kia mình không sâu nhưng mình biết nó là cái gì thì sau này mình sẽ chọn một cái hướng mình đi. Thì thực ra là trong tổng tất cả những môn này ấy, thì có cái malware với lại cái web application pentest đấy với lại cái phần monitoring thì là ba cái mà liên quan ra ba đối tượng đấy, phần trong môn kia nó kiểu hỗ trợ khoảng quá trình thôi. Thì ngày xưa mình cũng làm khoảng 1 năm về pentest. Với làm 1 năm về pentest thì cho nó có cái kỹ năng để làm giám sát luôn chứ hôm nay mình qua cái room 1 ấy thì qua cái bài overview ấy thì có mấy cái điểm là liên quan đến việc biết công việc chứ là trong các loại tấn công đúng không? Các loại tấn công này, xu hướng này rồi là các cái phase trong việc tấn công gồm mấy bước thì mình không cần nhớ chính xác là phải 5 hay 4 hay 3 hay là 6 tùy hoàn cảnh mà có lúc mình đứng ở trong hệ thống của họ thì mình chỉ có thể chỉ cần 3 bước là mình đã đạt mục đích đúng không? Nhưng nếu mình đứng ở ngoài thì mình phải làm 5 bước kiểu thế, nhưng mình phải nhớ là trước khi tấn công thì mình phải làm gì, khi có thông tin rồi thì mình tiếp tục làm gì và khi đã đạt được mục đích và access vào hệ thống rồi thì mình phải làm gì. Đấy, mình chỉ cần tự trả lời những câu hỏi của mình thôi, tức là
khác thì mình sẽ ví dụ nó theo thực tế như thế để các bạn lưu vào trong này nhé. Và lưu ý là những cái gì mà vẽ trên bảng này là không có trong slide, nhưng có trong slide thì mình cũng vẽ lưu những cái ví dụ thôi, mình vẽ trên bảng. Thì cái môn thứ hai là mình sẽ học về cái quá trình food printing và recognition. Thì recognition này thì nó như kiểu là dạng công an chính xác đây đúng không? Thì mình làm cái bước công tác là mình đứng từ xa đi nhá. Đây là bước này là bước passive này. Cái hôm qua bài hôm qua là cái không có khái niệm nữa mà phải nói là active và passive đúng không? Active là gì? Chủ động đúng không? Passive là cái gì đó nó bị động. Thì bản thân là nếu mình chủ động tấn công đúng không? Nếu mình chủ động tấn công là mình phải qua cả ra scan ấy, mình scan hệ thống là mình chủ động rồi. Tức là mình phải chạm cái hệ thống rồi nhá. Thì đó là mình scan. Thế còn như cái bài ngày hôm nay ấy là mình không làm gì đến hệ thống nha. Và lưu ý là mình chưa làm gì đến hệ thống cả. Bây giờ là mình mới chỉ có dựa vào các cái phán đoán này, những cái thông tin ở trên internet mà cái hệ thống này nó phát minh ra, và những cái dự đoán về công nghệ web là những cái hiểu biết mình nắm được về dữ liệu này, không phải quản trị của hệ thống này là ai, cần phải liên lạc với ai, không admin thì là ai, như thế mình tìm hiểu về công ty của admin này, mình tìm hiểu về hệ thống này là domain nó là gì, IP là gì, và ví dụ thì có thể là mỗi khi mình tìm được cả nó hoạt động ở đâu này, rồi cái độ lớn của cái size này như thế nào đấy. Và lúc đấy là mình dùng một các công cụ hoặc là kỹ năng mà các cái thông tin này có trên internet, ứng dụng trên internet hoặc là bên ngoài thì không phải là trực tiếp là thông tin mà có chi. Thì mình hôm nay mình sẽ nói lý thuyết nhanh nhanh này, sau đó thì nốt chỉ cho các em nốt vài cái cần thiết, và mình sẽ gửi cho các bạn cái bộ công cụ dành cho cái buổi lát hôm nay. Mỗi một buổi sẽ gửi cho một danh sách các cái công cụ. Thì lúc mình chưa nói đi nha, đúng nhất nha, chưa hai nhóm thôi. Sau anh em tự liên lạc với nhau để mà làm cái lát, và ví dụ có khó khăn gì thì mình bàn với nhau một tí, mình giúp đỡ nhau. Đi đi đâu thì nó đi thì xa, đi một mình thì nhanh, đi thì nó đi xa. Phong rất thích đi một mình này. Hả? Phong rất thích đi một mình. Phong chỉ thích tự sướng thôi. Anh buồn cười, em đã làm gì đâu. Không, em có làm gì ngoài đâu. Anh ấy buồn cười, anh đã nói đúng rồi còn nói to. Đúng rồi. Anh cười đến từ cái food printing này thì lấy qua đâu, nó thông qua
ngoài những cái search engine, tức là những cái máy tìm kiếm đúng không? Đấy. Rồi Food Printing thì sử dụng những cái Google Hacking, cái công nghệ Google Hacking và Advanced, tức là nâng cao. Rồi cái Food Printing thì thông qua những cái việc là Social Networking Insight, là thông qua những cái site mạng xã hội ấy. Đây này, Social Networking này, hiểu Facebook này, Twitter các thứ này, hiểu những cái sự khác nhau giữa các cái công nghệ cho cái Food Printing này. Thì thế này, rồi cả liên quan đến Food Printing, liên quan đến mail này, rồi liên quan đến cả cái việc các công nghệ khác nhau mà nó mang tính chất thông minh. Hiểu sự khác nhau của công nghệ cho cái việc Food Printing của UI. UI là lúc UI là mình tìm là chủ thể của cái hệ thống nhé. UI là mình tìm chủ thể, mỗi cái dòng này nó là một cái bài này, thì đây có 2, 4, 6, 7, 10, có khoảng 14, thì sau này vào buổi này cũng có 14 cái lát, đúng 14 cái lát. Mỗi cái dòng này nó là một cái cách để tìm một cái thông tin về cái hệ thống đấy. Có thể cái hệ thống đấy nó không đầy đủ các thông tin như này, thế nhưng mà mình sẽ tìm và mình tận dụng được những cái thông tin nào mình có, bất kỳ thông tin nào mình có đấy. Thì về cả DNS này, thông tin về DNS này, ai là chủ hệ thống này, máy chủ phân giải tên miền là gì này, network là gì này, rồi thông qua cái kỹ thuật này, cái đây là kỹ thuật rất cao này, kỹ thuật này là kỹ thuật rất cao này, thực ra là nó đạt tỷ lệ thành công cao nhất trong các loại tấn công, nhưng mà đòi hỏi là diễn sâu nhất, khó khăn nhất này, là cái này này. Cái này chính là cái như kiểu là người ta gọi điện cho mình như này. Đấy, kiểu như là cái này là social engineering ấy, tức là lừa đảo ấy. Có thể là người ta gọi điện đến ngân hàng, người ta nói là người ta nắm được vài thông tin của mình, người ta gọi điện đến ngân hàng, người ta giả mình, người ta nói là mình là người thân của cái người đó, chẳng hạn như người ta kia cung cấp được việc mình như này hay kia. Thì người ta có thể lấy một số cái thông tin thêm về cái thẻ ngân hàng của mình. Còn Food Printing Tool thì cái này là tí nữa thì mình sẽ gửi cho cả lớp đi làm lab này. Còn Food Printing Cloud Visual cũng là đo lường đúng không? Mình sẽ đo lường cái này quan trọng nhá, cái này quan trọng nhá. Cái này ví dụ như là tí nữa có cái lab, tức là mình ping những cái hệ thống. Các bạn biết là mình ping những cái hệ thống ngày xưa khi mà cái hệ thống internet của mình nó còn yếu ấy, cái băng thông nó còn kém ấy, thì có thể có cái loại tấn công là ping được đếp đúng không? Tức là gì? Ping để chết này, ping đến chết này, tức là nhiều máy ping đến một cái máy chủ và cái máy chủ nó chết, tức là cái số lượng mà nó quá đáp ứng cái request nó yếu, ngày xưa nó rất yếu, thì nó có cái loại tấn công đấy, nhưng bây giờ thì nó ping đến muôn đời chắc là chết được. Ngoài cái việc nó có ru tấn phòng chống được, cái thứ hai là cái năng lực của máy chủ, cái hệ thống mạng, hạ tầng mạng bây giờ nó rất là tốt rồi, nó cũng bị thế. Nhưng mà tại sao vẫn phải dùng đến cái cao hơn như vừa để biểu hiện này? Một hệ thống dù có khỏe có mạnh đến đâu ấy, thì nó luôn luôn nó có những cái tiêu chí để nó đảm bảo cái hiệu năng của hệ thống. Ví dụ như là mình không dùng dao cổ trâu để giết gà, ví dụ thế đúng không? Ví dụ request thì mình cần độ 10k chẳng hạn đúng không? Mình không thể set cái quota cho một cái request khoảng 100k đúng không? Thì nó phí đúng không? Đấy, ví dụ đơn giản như thế, hoặc là lưu tự tin mà mình không thể là để quá nhiều ứng để lưu một cái tập tin, hay là mình backup cho một cái gì đấy nó rất là ít dung lượng và nó không chiếm hết được cái tài nguyên mình cấp đó, như thế nó rất phí. Và trong cái bài học lab này thì nó sẽ là gì nhỉ? Nó ping đến cái hệ thống kia và nó cũng có option là trừ l tức là độ lớn của cái gói ping đấy, độ lớn của nó. Thì dựa vào cái độ lớn đấy thì cái thằng này nó sẽ đo được, thằng hacker nó sẽ đo được là cái hệ thống thì nó chấp nhận gói tin đến hệ thống là bao nhiêu khi trong một cái lần ping đấy. Thì từ cái giá trị đấy thì nó sẽ sau này khi mà nó sử dụng đến cái bước thứ ba là nó dò quét đấy, à bước thứ hai nó dò quét hệ thống đúng không,
thì nó phải biết rằng là hệ thống đang chấp nhận cái gói pin ở mức như thế, đúng không? Thì bây giờ nó phải dò quét làm sao với những cái giá trị thấp hơn như thế thì hệ thống nó sẽ mới nhận, đúng không? Đấy, mọi người hiểu đấy, hiểu là tất cả những cái này nó có sự liên quan đến nhau đấy. Và cuối cùng là overview về footprinting trong cái công cuộc pentesting. Pentesting thì như mình nói đây là kiểm soát lỗ hổng này, kiểm tra kiểm soát lỗ hổng. Thì về khái niệm của nó này, chỗ này nó đây mình chỉ cần đọc dòng này này và dòng này này, đấy, hai cái này thôi, còn mấy cái này cũng không cần thiết. Đây bạn nhìn này, là một cái quá trình mà làm sao mà để thu thập nhiều nhất cái thông tin có thể, đúng không? Nhiều nhất có thể các thông tin, đúng không? Về một cái gì là cái hệ thống mục tiêu, đúng không? Từng cái mạng mục tiêu đấy, thì mình chỉ cần hiểu trong đầu là mình bước này không cần gì khác ngoài cái việc là thu thập hết được thông tin của nó. Có cái gì mình thu thập cái đấy nốt ra, đúng không? Thì là nốt ra là mình sẽ tăng cái phần thành công từ công hệ thống đây. Cái phút biên tinh là cái bước đầu tiên trong bất kỳ cái tắc trên cái hệ thống thông tin, trong bất kỳ cái tắc nào cái bước đầu tiên. Attacker thì sẽ thu thập những cái thông tin nhạy cảm mà khả dụng trên dạng trên internet ấy, đúng không? Từ public available tức là nó có sẵn trên cái hệ thống public, đúng không? Trên internet và trên các cái mạng xã hội đấy. Đây và sử dụng cái gì? Thì ở đó thì sử dụng những cái kỹ thuật ví dụ social engineering này. Về kỹ năng về system attack này đấy, để mà lấy được các cái thông tin đấy. Khi để tiết kiệm thì mình sẽ không tin trước nhỉ, tin nữa lại chờ mình nhắc, tin nữa lại phải chờ sang rồi để có tin các bạn trước cái công cụ. Các bạn bây giờ có cái gì nhỉ? Có một cái ô tool cái lúc này ngày xưa cũng là có cái ông thầy ông cho thôi mà thầy chưa học anh em cho đó là Advanced Tool CH19 người có chưa? Chưa. Tức là cái bộ tool này nó đầy đủ nhất các tool mà trong cái khóa học mất tiền đấy, khóa học mình bộ bên ngoài đấy. Đây thì chia sẻ cho mọi người để học. Đừng dùng để mình lợn phá phách thì nó đấy, vì nó là cái tool này nó cũng phổ biến thì nó có signature trên các cái hệ thống bảo vệ rồi. Tất nhiên là mình phải dùng phách. Còn sau này đến cái đại chúng như là đến học đến cái module khoảng sau cái malware này đến module 13, 14 thì bắt đầu mình có thể diễn được ngoài thì cùng thực hiện luôn. Có thể thực hiện là với cái size chẳng hạn, đúng không? Chứ không phải chỉ em thì thử với cái thân hết cho nó hoặc là thử luôn với em đi mình này thì thôi, chỉ cần đừng có thử bên ngoài nhé. Thử xong nó không vào, đây là sinh viên mà lớp học cấp 3 ấy. Cái môn không muốn điểm ấy, cái môn không muốn điểm ấy, chết luôn cho nó một sửa được tính cái giỏi mà chết thì nó giết thì giết luôn để họ tăng thai là người dễ khó hơn khó thì đã chết là tao cũng chơi được trăm chết nào tiền khá tiền khá lắm nó làm xong cái tên trần duyệt trần duyệt ông điệp học trò kiểu nguyễn thanh và trong web của chính phủ nhà nước xong mình ghi tên cả anh chị tôi cả lên Facebook ở đấy để liên hôn thế là người mời ăn cơm cơm nhà nước người sau này sau này mấy ông lên đấy đấy em để thông tin đấy mà biết được gì mà bây giờ tìm được để sẵn đi đấy được mất cơm anh có nghe là trên cái công nghệ mình cái này mình chủ yếu tự học thôi.
số là mình sẽ tự cân đối thời gian của nhà. Ừ đấy. Có cái vấn đề thì Thu sẽ hỏi thì mình sẽ giải đáp. Hay à, lên lên ba đi. Cái concept thì đấy thôi, nó chỉ là tất cả những cái gì mà mình có thể về hệ thống dựa trên các cái thông tin mà hệ thống có sẵn. Vậy thì mình về cái phần network information này, có lấy thì có lấy cái gì trong những cái này thì có cái gì lạ không? Cái này không có gì lạ đúng không? Cái VPN point này chính là cái ví dụ như là mình một đơn vị nếu mà nó có cái dạng VPN sai thì nó sẽ có một cái web đúng không, để mình đăng nhập vào đúng không. Đấy. Còn cái domain là cái VPN mà dạng như client side đúng không, đó mình cũng là network thì cái phần này không rõ lắm, nhưng mà cái client side thì mình sẽ đăng nhập thẳng vào một cái IP rồi đúng không? Còn thu thập cái domain tên này, rồi tên này, rồi cái IP này, rồi cái service này, ISP là UDP này, này mình sẽ có thể mình sẽ đoán được luôn này. Đây những cái thông tin mình thu thập cũng khá nhiều thứ, nhưng mà để thu thập được đủ chỗ này ấy, thì nó tùy vào cũng có đủ hay không. Quan cái tổ chức đấy thì có thể tìm được một số các thông tin.
tin cần lấy. Bây giờ phương thức là gì? Phương thức là thông qua cái search engine nha. Search engine tức là máy chủ tìm kiếm đấy. Máy chủ tìm kiếm đó. Có cái gì nhỉ? Giờ mình có thể vào internet luôn nha. Em dùng internet luôn, từ cái phần này dùng internet luôn. Máy chủ tìm kiếm ở chỗ này, ví dụ như là đây nó có cái gì đây? Nó bảo là nó kết xuất cái thông tin từ một cái của cái target này đúng không? Đây là OS này.
chắc là có gen cam thì mình rồi nhưng mà dùng cái này. Đây là dùng gen cam thì nữa thì mình thử luôn gen cam này tool để mà xác định cái OS thì nó mình lấy luôn cóc xuống, có khi là cóc luôn là lắp luôn vừa đi thêm vừa lắp luôn này. Máy ảo các bạn có chưa nhỉ? Có cần một máy tăng đi này, một máy Win 7 này, một máy Win Server, máy Win XP. Thì cái nào thiếu chưa có thì không sao. Hôm nay mình chỉ cần dùng đến một cái Win 7 và một cái Kali. Mới có cái Kali.